chấn động giới tiên tri cảnh báo, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 gặp đại hạn, tiền bạc đội nón ra đi, vỡ nợ trắng tay, cả nhà ra đường ăn xin chỉ vì gặp 4 tháng âm lịch xui xẻo này. Dòng đời bạc bẽo nghĩa gì đâu, cuộc sống hơn thua cảm thấy giàu, chén rượu bao ngày ta đã nhậu, hàng đêm điếu thuốc gặm tim nhàu. Còn đây những tháng buồn đau nẫu, để lại nhiều năm tuổi dạ sầu, chán nản ân tình như hữu hảo, lòng người hiểm độc lắm mưu sâu. Hoan hỉ chào mừng quý cô bác tuổi Mậu Thân đã đến và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình xin kính chúc quý vị khán thính giả luôn vượng phát tài lộc, phú quý bình an. Quý vị thân mến, một Mậu Thân thân mến, nếu bạn có thể thay đổi một quyết định nào đó trong cuộc đời bạn, điều đó sẽ là gì? Là lúc bạn lựa chọn công việc mới, hay là thời điểm bạn chọn thành phố bạn sinh sống, lúc bạn quyết định đầu tư, hay khi bạn quyết định bỏ cuộc? Thực ra khi nghĩ sâu về câu hỏi, quá nửa chúng ta sẽ lựa chọn thay đổi những quyết định về việc gắn bó cuộc đời mình với một ai đó. Cái suy nghĩ cố hữu nếu không gặp người đó, cuộc đời mình có lẽ đã khác, nếu không hợp tác với người đó, chắc mọi thứ đã không dở dang thế này. Nếu không tin tưởng người đó, chắc sẽ không có những nỗi niềm suy tư, cái suy nghĩ này là suy nghĩ thưởng thức của nhân loại trong cái thời buổi hiện giờ. Gặp một ai đó, tin một ai đó, yêu một ai đó, thương một ai đó, chân thành với một ai đó, rồi đổi lại những nỗi đau, những pha lật mặt nhanh hơn lật sách, những tình tiết nhiều khúc chiết, lắm mỏi mệt từ nhân tâm, nhân tính, thứ mà ta cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh, tiểu thuyết dài kỳ. Nhưng về cơ bản, ta không thể thay đổi bất kỳ điều gì trong quá khứ cả, nên đấy chỉ là một câu hỏi giả định, để bạn ngẫm xem nếp gấp hay ngã sẽ đưa cuộc đời bạn suy tàn là cái đoạn nào. Chỉ có vậy, vì không thể thay đổi quá khứ nên bạn chỉ có thể chấp nhận hiện tại, vui mừng với con người mình ở thời điểm bây giờ. Bao điều trải nghiệm bạn đã có, bao khúc chiết vướng mắc mà bạn đã trải là cơ sở để hình thành nên cá tính, nhân cách, nhận thức của bạn ở thời điểm bây giờ. Lại nói cái số đã mất tiền thì không mất ở lúc này, thì cũng mất ở lúc khác, không mất bằng cách này thì cũng mất bằng cách khác. Cái số của Mậu Thân là thân tâm vất vả, thân tự lập thân, rồi cuối cùng lại đơn độc canh cô, thì không chọn nhầm người này, cũng sẽ chọn nhầm người khác. Vì cuộc đời họ là xuống đây để nhẹ bớt nghiệp lực, nên những thử thách về tâm tính, tình cảm của họ họ sẽ dày đặc và phong phú hơn khi so với người bình thường. Nên chắc gì ta bỏ đường A mà đi đường B thì đã không lao vào bụi rậm, chắc gì ta bỏ người này mà chọn người khác thì đã đỡ được vất vả suy tư. Đoạn này có chút hơi hướng tâm linh, bạn có thể ngừng nghe nếu bạn không thích. Lại nói một số quan niệm tôn giáo cho rằng quả vị Bồ Tát tức một vị đã giác ngộ, có thể giác ngộ người khác, nhưng chưa thể đạt được giác hạnh viên mãn, phải đến quả vị chư Phật thì mới có thể tự giác ngộ, lại giúp người khác được giác ngộ, rồi mới hoàn mỹ được hạnh tự giác. Giác tha của chính mình, chúng ta chỉ là bậc phàm phu nơi dương thế, trong việc thay đổi một con người luôn luôn là khó nhất, chư vị Phật Bồ Tát còn trắc trở như thế. Mậu Thân đã là gì mà cứ đợi người khác vì mình mà thức tỉnh, vì mình mà đổi thay, thời gian sẽ chữa lành những gì mà nguyên do, lý trí hay cảm xúc không thể bổ cứu. Trong năm 2024 này, tức là năm Giáp Thìn, người tuổi Mậu Thân sẽ có một khoảng thời gian được chữa lành, được tỉnh, được nhận thức rõ ràng sự vận chuyển của cuộc sống xung quanh và sau đó là thời điểm để bạn lại bắt đầu lựa chọn và quyết định cho nửa đời còn lại của mình. Hy vọng lần này bạn sẽ nghiêm túc mà nhìn nhận, không đơn thuần để cảm xúc bề nổi dễ dàng dắt bạn đi, tin vào bản năng và trực giác của mình Mậu Thân à. Cuộc hành trình vạn dặm cũng phải bắt đầu từ những bước nhỏ đầu tiên, lắm lúc giờ mới là thời điểm để Mậu Thân thật sự bước trên con đường mới mệnh số chọn cho mình. Xuyên suốt 2024, một cuộc hành trình mới sẽ mở ra cho Mậu Thân, một cuộc hành trình nhiều nắng, ít gió, nhiều hoa và vô vàn xung quanh là những cảnh đẹp, đứng trước sự thay đổi của vận số. Một số Mậu Thân với sự nhạy cảm cùng giác quan thứ 6 tốt của bản thân đã lờ mờ cảm nhận được đôi điều gì đó từ 2023 này. Một số ít thì vô tri hơn, vẫn còn hơi sao nhãng, hơi chảnh mảng, thì mệnh số sẽ dần ép bản thân phải vất vả gian truân để sẵn sàng đi vào quỹ đạo. Còn đa phần Mậu Thân đều đã có được sự sẵn sàng để bước vô cái giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời mình, sự quan trọng của đoạn này. Tương ứng với cái thời 2016 trong trung vận của Mậu Thân, tuy không thể quy chụp toàn bộ cuộc đời Mậu Thân sẽ phụ thuộc vào 2024, nhưng có thể nói thành tựu sau này, thắng bại được mất hay họ đi được bao xa, đứng được nơi nào cao, chủ yếu đều có liên đới đến tất cả những quyết định trong 2024 này. Tận dụng tốt thì ta sẽ như được về với hoa quả sơn, nơi đầy ắp cây trái rộn ràng tiếng cười đùa vui. Tận dụng không tốt hoặc lại lỡ dở thời cơ thì ta sẽ vẫn cứ chinh chiến, rèn luyện, sắc bén, vất vả đấu đời để xây dựng những gì mà mình mong mỏi. Vì là một giai đoạn quan trọng nên nếu có thể hãy cứ ngồi lại một lúc, ngẫm lại về cuộc đời, tính toán xem mình muốn ở đâu.
Mình cần làm gì để đạt được, điểm mạnh là gì, khuyết điểm là gì, tự vấn thành công thì thân tâm chuẩn bị hết mình mà thực hiện. Có một câu nói thế này, khi tôi thấy mình thông minh, tôi mong muốn thay đổi thế giới bên ngoài, giờ tôi truy cầu sự thông thái, tôi mong mỏi thay đổi cái nội hàm ở bên trong. Đơn giản mà nói, hiện tại bản thân mình là thứ duy nhất Mậu Thân cần quan tâm và nên chú trọng, nội hàm bên trong tức nghe nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, nhưng nói ít đi, thể hiện ít đi, thông tin đón nhận, không cần quan tâm quá nhiều, hay để bụng quá lắm, tập trung vào câu chuyện của bản thân, chú trọng vào lựa chọn của chính mình. Tuy là một bản mệnh hóng hớt, nhưng cũng nên nhận thức sự tốn thời gian của nó, hoặc vì vậy sẽ kêu gọi những thị phi rắc rối không cần thiết trong cuộc đời mình. Vậy nên, không cần hóng thêm làm gì cả, lại nhắc về cái đoạn 2016, lúc này đây mọi lựa chọn của Mậu Thân đều tương tự như những hạt giống quyết định thành bại, hay con đường họ đi trong suốt cái tiền vận của chính mình, một vài người ổn định nghề nghiệp từ đây, một vài người ổn định gia đình từ đây, một vài người ổn định hướng đời từ đây. Dù là cái gì, vị trí của một Mậu Thân ở 2024 này đều gắn liền với sự lựa chọn của thời điểm 2016, 2024 này cũng tương tự như vậy. Mọi điều Mậu Thân quyết, mọi sự Mậu Thân làm, mọi hướng mà Mậu Thân lựa chọn sẽ gắn bó bền chặt, quyết định cuộc đời của Mậu Thân suốt dài kỳ 20 năm hậu vận sắp tới. Vậy nên nói không hoa khi gọi đây là giai đoạn vàng của khỉ ta, đừng để lỡ kẻo lại sống một đời không cam tâm, đầy uất hận. Trước khi thành Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ không phải đi tầm sư học đạo, biết đủ 72 phép thần thông mới có thể đại náo thiên cung, dựng lên thần kỳ. Với Mậu Thân cũng vậy, trước khi được phép dựng thành sự nghiệp lớn trong cái đoạn 2024 này, họ phải bị ép cho giỏi lên, bị dập cho học được cái tính kiên tâm, bị vần xoay cho ra được cái sự kỷ luật, rồi sau đó mới có cơ sở để thân tự lập thân, tận dụng vận may, bay cùng thời thế, nên đừng trách sao từ 2022 trở đi. Đường đời ngày một khó, vất vả ngày một nhiều, gian truân ngày một lắm, đấy là sự chuẩn bị của tạo hóa, cho khỉ này lớn mau. Bắt đầu từ tháng 12 âm năm Quý Mão trở đi, Mậu Thân sẽ được chuyển vận dần rồi, đủ kịp cho một mùa Tết ấm êm. Có chút vui tươi mà đón 2024 lại gần, chỉ mong Mậu Thân hãy nhớ, bạn không phải bản mệnh có thể dựa vào vận may. Bạn là bản mệnh chỉ có thể dựa vào việc mình hay quen tay và thật sự giỏi, nên khi bạn thua giản đơn là do bạn kém, mong bạn tự vấn và học hỏi thêm nhiều. Có thể giờ bạn đang giàu, cũng có thể giờ bạn đang nghèo, có thể giờ bạn đang nợ, có thể giờ bạn đang cô độc, cũng có thể giờ bạn đang hạnh phúc cạnh người thương. Tất cả dù là đáy nhân sinh hay đỉnh cuộc đời, cũng chỉ là cái tạm nhất thời của tiền vận. Trung vận đã tới, đã mở cửa, bạn còn muốn đỉnh thiên lập địa, còn muốn mở mang bờ cõi, còn muốn xây dựng tựu thành, thì giờ là lúc bạn cần thật sự tập trung, lại một lần dám nghĩ, dám làm, dám yêu dám ghét, dám mạo hiểm, dám ngẩng đầu không hèn kém. Theo đuổi điều mà bạn muốn mong, cái gì đỉnh giữ lấy mà phát huy, cái gì đáy quy nó về tàn dư quá khứ rồi sẽ được giải quyết toàn bộ, mong bạn dám chiến, mạnh mẽ kiên cường. Là bản mệnh tự xây tự ăn, tự lo tự lập, đừng trách tại sao mình vất, hay thấy tại sao mình khổ, bạn muốn một cuộc nhân sinh rực rỡ, muốn trải nghiệm đủ vị của cõi nhân gian. Nên đấy là lý do bạn phải vất vả ngược xuôi, lo toan cùng cực, nhưng có thế cuộc đời bạn mới sôi động, mới thú vị, mới ý nghĩa, mới nhiều màu. Lời cuối là một lời đã từng viết, chỉ xin được nhắc lại với 1968 rằng, đừng hèn đi một tẹo, đừng nhụt chí đi một chút, đừng lạc lối bản tâm, đừng đánh mất cái ngông của tuổi trẻ, đừng quên những phút ngẩng đầu cười vọng trời xanh, những giây loạn điên chạy theo những điều mà mình mong mỏi, đừng quên những khoảnh khắc ngược nắng, đừng uổng những tích tắc ngược mưa, đừng quên những khi dám ngược chiều dư luận, ngược phán xét phải trái, ngược nhận định đúng sai của người đời, đừng quên mình là ai, đừng quên cái chất của mình như thế nào, đừng quên cái ngày Mậu Thân bước vào đời với cái suy nghĩ. Câu chuyện cuộc đời của mình sẽ khác, mình sẽ tạo nên sự khác biệt với ý chí của chính bản thân, chúng ta sống, chúng ta làm việc, nếu cứ mãi là thuận cảnh chẳng phải sẽ nhàm chán quá hay sao? Thời thế tạo anh hùng, mà nghịch cảnh thì rèn tài trí, nay tài đã có, trí đã nhiều, tuệ đã hiện. Thời thế sẽ lại về cho Mậu Thân lớn mạnh và đi xa, còn 9 ngày đến 2024 Giáp Thìn, xin bạn chú trọng lưu tâm. Đôi nét về tính cách của tuổi Mậu Thân. Theo can chi ngũ hành, người tuổi Thân trong tứ trụ có sửu thổ nắm giữ mệnh cách của thân kim, kim được thổ trường sinh, nhờ đó mà cả đời được hưởng an lành hạnh phúc. Nếu được người thân và bạn bè giúp đỡ thì càng có thể phát triển năng lực của bản thân, sự nghiệp ngày càng thăng hoa rực rỡ, tài lộc đầy nhà, cả đời được người người nể trọng. Mậu Thân là những người có đầu óc lanh lợi linh hoạt, cơ trí hơn người, họ có năng lực giải quyết vấn đề khá tốt, cũng rất muốn thể hiện năng lực của bản thân. Đây là người có tố chất lãnh đạo,
cũng có tài năng về nhiều phương diện. Có điều, người này tính cách có phần tự kiêu, cao ngạo tự mãn, khinh rẻ tất cả những quy định bình thường. Chỉ muốn làm theo ý mình, do đó dễ gây ra những tổn thất không đáng có. Họ toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp, nên có thể không mấy quan tâm đến lợi lộc mình nhận được. Trong suy nghĩ của họ, tất cả đều không quá quan trọng, song điều đó lại thường khiến họ nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Họ chỉ muốn tự dựa vào sức mình để giành lấy thành công, không ưa luồn cúi, xu nịnh bợ đỡ kẻ khác, vì thế dù có rơi vào đường cùng cũng không chịu cúi đầu. Người tuổi này biết cách nắm bắt thời cơ để tự tạo tài lộc cho mình. Họ là người phóng khoáng, vì thế mà có tiền trong tay, thường khó có thể tiết kiệm, cần một người ở bên giữ tiền cho mình. Người sinh năm Khỉ, phần lớn tính cách đều sôi nổi, hoạt bát, là người hướng ngoại, khéo léo, đa tài, thích cạnh tranh, có đầu óc, cũng có tinh thần nghĩa hiệp. Họ hay lo chuyện bao đồng mà quên mất việc mình phải làm, lãng phí nhiều thời gian. Nữ giới tuổi Thân nếu kết hôn sớm thì dễ phải chịu nhiều trắc trở. Người sinh năm Khỉ đường tình duyên không ổn định, tình cảm hay dao động nên khó tìm được cảm giác hạnh phúc. Quan hệ yêu đương cũng phát triển không mấy thuận lợi. Về sức khỏe, cần chú ý các bệnh về tiêu hóa, đồng thời tìm cách kiềm chế cảm xúc. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 năm 2024. Mậu Thân nhờ được cục diện tam hợp nâng đỡ mạnh mẽ, lại không có hung tinh tác động, dù trong năm cuối tam tai, nhưng người tuổi Mậu Thân vẫn kiếm tiền như hái. Công việc làm ăn mở rộng và phát triển mạnh mẽ, có thể nói, thời đến cản không kịp, vận quý nhân vượng, dễ gặp người quyền quý giúp sức, đương số đón tin vui tới tấp trong năm Rồng. Trong năm vẫn có những khúc trầm lắng do tác động ít nhiều của tam tai, nên dù có đang thắng thế cũng đừng ngạo mạn, chủ quan, kẻo xui xẻo ập đến. Đánh giá từng phương diện. Thứ nhất, về công việc làm ăn, rất tốt. Trong năm Giáp Thìn này, được chính quan cát thần mang tới nhiều cơ hội mở rộng, thay đổi công việc, tốt cho những ai muốn khởi nghiệp hoặc có ý định chuyển công tác, lĩnh vực. Vận quý nhân vượng, có người quyền quý giúp đỡ, bản mệnh mở rộng việc làm ăn hoặc kết nối mối làm ăn lớn, hứa hẹn nhiều thành công rực rỡ, cơ hội thăng tiến mở rộng, miễn là đương số nỗ lực hết mình sẽ được ghi nhận xứng đáng. Thứ hai là về tài lộc, rất tốt. Nhìn chung năm Giáp Thìn 2024 này, tuổi Mậu Thân tài khí gia tăng mạnh, tiền bạc không ngừng đổ về túi từ nhiều nguồn khác nhau, cả công việc chính có gia tăng lương, công việc tay trái hoặc kênh đầu tư khác đều có doanh thu đổ về, kinh doanh, buôn bán, nhiều lộc, khoảng giữa năm là cơ hội tốt để Mậu Thân gia tăng sản xuất, sản lượng, hứa hẹn lãi lớn, tuy nhiên, đâu đó vẫn còn ảnh hưởng của tam tai, nên bản mệnh hành sự thận trọng, đừng chủ quan mà tự tay đánh mất may mắn. Thứ ba là về sức khỏe, tốt. Tình hình sức khỏe của tuổi Mậu Thân trong năm này được duy trì ổn định, mệnh chủ ít bị đau ốm vặt hoặc mắc bệnh nghiêm trọng. Trong năm công việc bận rộn, áp lực cũng nhiều, vì vậy Mậu Thân cũng nên chú trọng nghỉ ngơi hợp lý, tránh bị căng thẳng kéo dài khiến cơ thể suy nhược. Thứ tư là tình cảm gia đạo, rất tốt. Tam hợp quý nhân mang tới nhân duyên cát lành, giúp các mối quan hệ trong nhà ngoài ngõ đều hài hòa, gia đình yên ấm, các cặp đôi đang yêu có thể tính chuyện kết hôn là vừa. Một số cặp vợ chồng sẽ đón tin vui con cái, người độc thân cũng vượng đào hoa, sẽ có trải nghiệm tình yêu đáng nhớ trong đời. Ngoài ra, Long Chỉ Cát Tinh báo hiệu âm phần vượng, được tổ tiên phù hộ, gia đình nội tộc không ngừng đón tin vui từ chuyện học hành, thi cử, cưới hỏi hay sinh nở của con cháu trong nhà. Tuy nhiên, trong một năm thì sẽ có những tháng tốt và những tháng xấu, dựa trên tác động của yếu tố như can chi ngũ hành tháng đó. Sao chiếu mệnh trong tháng tốt hay xấu, nên vận trình từng tháng cũng theo đó mà khác nhau. Vậy tuổi Mậu Thân sẽ gặp phải những tháng xui xẻo, dễ gặp nhiều tai ương vận hạn nào trong năm Giáp Thìn và làm cách nào để gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc ùa về thì xem ngay luận giải chi tiết dưới đây. Đầu tiên, đó là tháng 2 âm lịch, tháng Bính Dần. Tuổi Mậu Thân chú ý vận trình đầy biến động, cẩn thận sẽ không thừa. Tháng 2 này, Mậu Thân chịu sự chi phối của nhiều cát tinh và cả hung tinh, vì thế biến động khá bất định, khó lường. Việc tốt nhất bản mệnh có thể làm lúc này là tập trung vào công việc của bản thân, suy nghĩ tích cực rồi mọi việc sẽ dần đi theo hướng tốt lành. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động của mộc dục, bản mệnh thường thiếu tập trung, dễ có mới nới cũ. Nếu gặp khó khăn cũng thường nghĩ tới việc bỏ dở giữa chừng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn, khiến lãnh đạo không hài lòng. Hãy tìm cách vực lại tinh thần cho mình. Có như vậy thì các cát tinh tả phù, nguyệt mã mới có thể giúp bạn cải thiện vận thế. Phương diện tài lộc có tăng cũng có giảm, để đảm bảo một nguồn tài chính ổn định thì bạn cần phải chăm chỉ làm ăn, tìm ra định hướng chính xác cho bản thân ngay từ đầu. Đừng vội vàng,
nóng nảy đẩy bản thân vướng vào họa thị phi, kiện tụng. Tháng này, bạn càng chăm chỉ, chịu khó đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người thì càng dễ gặt hái thành công hơn. Tử vi tháng 2 âm lịch thấy rằng, may mắn là phương diện tình cảm lại khá sáng sủa, dưới tác động của mộc dục và ngũ hành tương sinh. Người độc thân đã biết chăm chút ngoại hình và cách ứng xử của mình, nhờ vậy mà bạn dễ được lòng người khác giới. Tháng này, có khả năng bạn sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới với một đối tượng triển vọng. Quý nhân, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng. Tháng xui xẻo thứ hai mà tuổi Mậu Thân cần chú ý trong năm 2024, đó là tháng 4 âm lịch, tháng Kỷ Tỵ. Xem tử vi tháng 4 âm lịch, người tuổi Mậu Thân trong tháng này phải đối diện với cục diện tương phá thái tuế, trong tháng vận trình ảm đạm vấp váp nhiều trở ngại, đường thăng tiến bấp bênh, không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp may ở thời điểm này, khó khăn bủa vây, áp lực tăng cao. Đã vậy bản mệnh còn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, nên mưu sự thận trọng, tuổi Thân làm việc dựa vào sức mình là chính, đừng trông chờ vào người khác. Cũng trong tháng này, nguyệt lệnh lâm đất tử ở Thân còn khiến tâm tính những chú khỉ có nhiều sự biến động, buồn vui thất thường, dễ rơi vào trạng thái đa sầu, đa cảm, vì thế mà ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ xã giao. Nếu cư xử không khéo, bạn dễ vấp phải gièm pha, có kẻ tìm cách nói xấu hãm hại. Tài vận trong tháng 4 âm lịch chưa thật sự khởi sắc như ý muốn, chính tài chững lại, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, tuy không đến mức túng thiếu, nhưng các khoản chi phí phát sinh có dấu hiệu tăng lên, nếu không có kế hoạch chi tiêu hợp lý ngay từ đầu, e rằng cuối tháng bạn sẽ phải vay mượn, nợ nần để trang trải. Đường tình cảm cũng khiến tuổi Mậu Thân gặp không ít muộn phiền trong tháng này, do âm sát hung tinh tác động, các cặp đôi đề phòng có kẻ thứ ba chen chân phá hoại hạnh phúc, gia đạo bất ổn, đời sống hôn nhân thiếu sự quan tâm chia sẻ, đó là nguyên nhân chính khiến vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, tạo cơ hội cho người ngoài xuất hiện ở giữa hai người. Sức khỏe tuổi Thân cũng khó đạt trạng thái lý tưởng, liên tục căng thẳng đầu óc trong thời gian dài khiến chất lượng giấc ngủ hay ăn uống đều giảm sút, bạn có thể sụt cân. Quý nhân, tuổi Thìn, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, nâu, xanh. Tháng tiếp theo tuổi Mậu Thân cần phải chú ý đó là tháng 7 âm lịch, tháng Nhâm Thân. Xem tử vi tháng 7 âm lịch, vận trình trong tháng mới của người tuổi Mậu Thân khá ảm đạm, có rất nhiều hung tinh rình rập trong tháng này, nên dễ có nhiều biến động theo chiều hướng bất lợi. Lời khuyên dành cho con giáp này là nên tĩnh hơn động, chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Do đương đầu với thái tuế trong tháng 7 âm lịch này, công việc của tuổi Mậu Thân gia tăng cả về khối lượng lẫn áp lực, tiến độ có thể bị ngừng trệ do vấp phải những khó khăn mang tính khách quan. Con giáp này đã phải rất cố gắng để xoay chuyển tình thế, nhưng tình hình không quá khả quan, nhiều người vì thế có tâm lý chán nản, nảy sinh ý định nhảy việc vì muốn thay đổi môi trường hoặc tìm kiếm cơ hội phát triển tốt hơn, nên suy nghĩ cẩn thận để không phải hối tiếc về sau. Tuy nhiên, trước hết bạn cũng nên xem lại vấn đề tồn đọng của mình là gì, đừng vội đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhìn ra điểm yếu của mình và khắc phục, càng sớm bạn sẽ càng trưởng thành hơn. May mắn là bản mệnh vẫn có nhiều cơ hội phát triển về tài lộc, tiền vào túi không ít, nhưng vẫn cần đề phòng mất mát hao tổn, hết sức thận trọng trong các giao dịch, ký kết hợp đồng, giấy tờ văn bản. Dân gian quan niệm, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, dễ mang tới điểm xui xẻo, vì thế, các hoạt động cầu tài phải thận trọng, chọn ngày giờ tốt để tiến hành thì sẽ may mắn hơn. Vận trình tình cảm không có biến động lớn, người đã có đôi, đã lập gia đình hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại. Tuy đôi lúc có xảy ra khúc mắc nhưng nhìn chung không đáng lo ngại, chỉ như thêm gia vị cho tình yêu, người độc thân dám yêu, dám ghét, dám làm, dám chịu, không để chuyện tình cảm khiến bản thân trở nên bi lụy mà bỏ qua những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Tuổi Thân cần hết sức lưu ý phương diện sức khỏe trong tháng có nguyệt lệnh lâm đất bệnh này, nếu thấy bất kỳ vấn đề bất thường nào cần kịp thời đi khám để được sự tư vấn và cách điều trị dứt điểm, chớ nên để lâu khiến triệu chứng khó chịu biến thành bệnh mãn tính. Và cuối cùng tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Mậu Thân làm ăn bận rộn, tiền kiếm tuy nhiều, nhưng sức khỏe dễ bị giảm sút, tiêu hao tiền bạc cũng khá nhiều, có thể cho chuyện làm ăn hoặc xây sửa tư gia. Xét về cục diện tử vi tháng 10 âm lịch, người tuổi Mậu Thân phải chịu không ít áp lực và căng thẳng trong tháng mới. Do tương hại xuất hiện, mọi việc trở nên khó khăn hơn, bản mệnh cũng thường xuyên vất vả ngược xuôi. Vận trình sự nghiệp khá ảm đạm, khó tìm được cơ hội phát triển, mục tiêu thăng tiến cũng xa tầm với, tinh thần sa sút cũng ảnh hưởng ít nhiều tới hiệu quả công việc. Bạn thiếu đi động lực cố gắng, xảy ra vấn đề chỉ nghĩ tới việc né tránh, thay vì tìm cách giải quyết, bạn nên sớm chấn chỉnh bản thân, không quên đề phòng tiểu nhân và thị phi. Về tài lộc,
Do cách cục tử vi xấu, kết hợp với hung tinh âm sát khiến tài vận của đương số khá ngoặt nghèo, kinh doanh có phần thua lỗ hơn trước đó. Đầu tư thiếu hiệu quả cũng làm thất thu một khoản không nhỏ. Người tuổi Thân trong tháng này nên học cách tăng thu, giảm chi, nén mình đợi chờ thời cơ thay vì hành động bốc đồng. Chuyện tình cảm của Thân trong tháng 10 âm lịch cũng không mấy sáng sủa, các mối quan hệ thường xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn trong nhiều việc, thậm chí có thể vì đó mà mất đi một người bạn tốt. Hơn nữa do ảnh hưởng của hại thái tuế khiến tâm tình bị kìm nén, bực dọc, cáu kỉnh, con giáp này có xu hướng trút giận lên người bên cạnh, khiến mối quan hệ đôi bên xấu đi và rạn nứt ngày càng lớn. Tháng này áp lực gia tăng, tuổi Thân lại thường xuyên lao lực để giải quyết rắc rối là điềm báo sức khỏe xuất hiện nhiều mối nguy. Thể trạng sụt giảm khá nhanh, bản mệnh nếu không có ý thức chăm sóc bản thân thì đổ bệnh là điều sớm muộn. Vâng, thưa quý cô bác, ngoài những tháng có nhiều vận hạn đen đủi nói trên, tuổi Mậu Thân cũng sẽ có những tháng gặp nhiều may mắn trong năm 2024 Giáp Thìn. Hãy cùng xem những tháng đó là tháng nào nhé! Đầu tiên, đó là tháng 3 âm lịch, tháng Mậu Thìn. Nhìn chung tháng này, các phương diện cuộc sống của người tuổi Mậu Thân đều phát triển khá hanh thông. Nhờ có sự giúp đỡ của tam hợp, nhân thời điểm thuận lợi này, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công, bản mệnh cũng chớ vì thế mà chủ quan, kiêu ngạo, bởi xung quanh bạn đôi khi vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập, ghen ghét với các thành quả của bạn. Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định, người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể ký kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều, nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lai. Người trẻ tuổi có thể tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn xung quanh mình, chớ vội vàng đưa ra quyết định khi chưa suy nghĩ kỹ, kẻo gây hao tài tốn của. Chuyện tình duyên cũng khá tích cực khi có ngũ hành tương sinh nâng đỡ, các mối quan hệ rộng rãi tạo điều kiện để bạn làm quen được với những đối tượng khác nhau. Chỉ cần bạn nghiêm túc với người khác thì ắt cũng được nhận lại sự chân thành của mọi người. Tháng may mắn tiếp theo, đó là tháng 6 âm lịch, tháng Tân Mùi. Xem tử vi phương Đông, bước sang tháng 6 âm lịch công việc của người tuổi Mậu Thân có nhiều chuyển biến tích cực. Mọi khó khăn sớm được khắc phục nhờ thiên vu hỗ trợ, nhưng để tạo bước đột phá vẫn không phải chuyện dễ dàng. Tài vận có dấu hiệu khởi sắc, chủ yếu là chính tài, lợi cho người làm công ăn lương, thứ tài khó phát, kinh doanh buôn bán gọi là túc tắc, chưa thực sự khởi sắc, đầu tư mạo hiểm lại càng không có lợi, nên cân nhắc trước khi tiến hành. Vận trình tình cảm có chuyển biến tích cực nhờ nguyệt lệnh ủng hộ, bách việt đào hoa trợ lực, tình cảm vợ chồng hài hòa, có thể đón tin vui về chuyện con cái như con thi đỗ giải cao, được đi du học hoặc sinh thêm con. Người độc thân, bạn sẽ có trải nghiệm thú vị trong chuyện yêu đương sau khi đã chịu mở lòng đón nhận tình cảm mới, có sức khỏe là có tất cả, tháng này người tuổi Thân được chi tháng trường sinh, thể lực cường tráng, tinh thần phấn chấn, có thể tham gia bất cứ hoạt động thể chất nào theo sở thích và phù hợp với độ tuổi mà không bị giới hạn. Và tháng 6 âm lịch cũng chính là tháng cực kỳ may mắn đối với người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Người tuổi Mậu Thân được tận hưởng tháng 6 âm lịch với nhiều niềm vui và nhiều điều thuận lợi. Nhờ xây dựng được những mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp mà bạn làm việc gì cũng thuận lợi, cũng được người ủng hộ, giúp đỡ và thúc đẩy để nhanh chóng chạm tới thành công hơn. Trên phương diện sự nghiệp, do nhận được sự giúp đỡ của tam hội mà bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, bạn được giới thiệu cho những cơ hội hiếm người có được. Nếu nhanh chóng nắm bắt thì có thể đạt được bước tiến mới trong công việc, thậm chí được cất nhắc tăng lương, thăng chức. Người trẻ tuổi cũng dần tìm được định hướng chính xác cho mình, bạn dám thử sức thì sẽ gặt hái thành công. Trong lĩnh vực tiền bạc, con giáp này được làm quen với những đối tác, khách hàng đầy triển vọng, đôi bên hợp tác ăn ý, ít khi mâu thuẫn về quan điểm lợi ích, nên công việc nào cũng tiến hành trôi chảy, thậm chí nhờ đồng tâm hiệp lực mà đôi bên còn có thể thu về khoản lợi nhuận lớn hơn và nhanh chóng hơn so với dự kiến. Phương diện tình cảm, bản mệnh được đón đào hoa rực rỡ, do rất nhiều các cát tinh chủ về đào hoa chiếu mệnh như Thái Dương, Mộc Dục, Thiên Diêu mà xung quanh bạn chẳng bao giờ thiếu người săn đón. Tuy nhiên, tử vi cho rằng càng là tháng khó khăn thì Mậu Thân sẽ càng là người nổi bật, bạn càng cần phải cẩn thận trong việc lựa chọn người hợp tác. Vâng, kính thưa quý cô bác Mậu Thân thân mến, người già như ngọn đèn trước gió vụt tắt lúc nào không hay, cách cư xử không chỉ cần tôn kính mà còn phải lưu tâm đến sức khỏe tuổi già. Tuy những câu tục ngữ đều được sáng tạo ra trong dân gian, nhưng vẫn có thể tìm thấy trong nó không ít đạo lý nhân sinh, đối với người đời sau đều rất có ý nghĩa.
Câu tục ngữ 60 tuổi không mời uống rượu, 70 không ngủ lại, 80 không phần cơm. Các nước phương Đông đều rất chú trọng vào lễ nghi, bởi vậy đối với các mối quan hệ ở bên trong, dù chỉ là xã giao mời rượu, phần cơm, thậm chí là ngủ lại cũng đều rất được coi trọng. Nhưng vì sao tuổi càng cao thì cách đối đãi lại phải thay đổi? 60 tuổi không mời uống rượu, bởi vì các chức năng của cơ thể sau 60 tuổi sẽ bắt đầu lão hóa. Những việc trước kia làm thấy nhẹ nhàng thì bây giờ đã bắt đầu cảm thấy khó khăn. Vì vậy, để giữ sức khỏe cho những người đã có tuổi, mọi người cũng không khuyến khích những người đã 60 tuổi uống rượu nữa. Dù sao thì rượu cũng dễ gây tổn hại cho các cơ quan nội tạng trong cơ thể, nhất là gan. Từ khi nghỉ hưu, người 60 tuổi chuyển từ vai trò chính ngoài xã hội về với vai trò chính trong gia đình, vui hưởng đạo cùng trời đất. Trong cuộc sống nhàn nhã, họ thường hồi tưởng về những ký ức đắng cay ngọt bùi như một trải nghiệm đặc biệt trong mùa thu của đời người. Những hơn thua được mất, bon chen danh lợi nay đã lắng xuống, lúc này duy chỉ có sức khỏe là của bản thân mình. Vậy nên, giữ gìn chăm sóc sức khỏe cho mình, sống mạnh khỏe, hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Người 60 tuổi phải sống thật mạnh khỏe, vui vẻ, điều này cũng là một sự cống hiến đối với xã hội. Ý nghĩa của sinh mệnh là nghĩ cho người khác nhiều hơn là đòi hỏi cho riêng mình. Khi bạn đã làm được thì cũng không còn gì phải nuối tiếc nữa. 70 không ngủ lại. Khi tuổi tăng lên, người đã qua 70 tuổi, tố chất thân thể lại càng kém đi. Nếu như ở lại nhà của người khác, một là hoàn cảnh chưa quen thuộc, dễ phát sinh vấn đề ngoài ý muốn. Nếu ngủ lại buổi tối mà đột ngột qua đời, cũng sẽ mang lại rất nhiều phiền toái không cần thiết cho chủ nhà. Đối với người độ tuổi này, cơm ăn không quan trọng cao lương mỹ vị hay đạm bạc đơn sơ, chỉ cần thấy ngon miệng là được, phòng ốc không quan trọng lớn hay nhỏ. Chỉ cần sống vui vẻ là được, hãy làm những chuyện bản thân thấy hứng thú, đừng oán người, trách trời, trách đất, cũng đừng để tâm lo nghĩ quá mức tới người khác. Thấy sức khỏe suy giảm từng ngày cũng đừng hoảng hốt, thấy cái chết cận kề mỗi ngày cũng đừng khiếp sợ, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, tùy cảnh mà an. 80 không phần cơm, 90 không giữ chỗ ngồi, 70 tuổi, trước kia gọi là xưa nay hiếm, 80 tuổi là tuổi cao, 90 tuổi gọi là già cả. Một người có thể sống đến 80, 90 tuổi, lúc này thân thể càng thêm suy yếu, dạ dày cũng đã không phù hợp với những đồ ăn quá mặn. Mà thường ở nông thôn khi mở tiệc chiêu đãi khách, đồ ăn lại rất phong phú, vì để giữ gìn sức khỏe cho những người già này. Nên mới có câu 80 không phần cơm, 90 không giữ chỗ ngồi, người 80 tuổi ăn uống không còn được là bao, răng yếu cũng không chỉ kén món ăn, mà cách chế biến cũng phải phù hợp. Thịt xé nhỏ ra cũng không nhất định nuốt trôi, khi đã gần đến tuổi 100 thì ngồi lâu một chỗ cũng khó khăn. Sự xuất hiện thoáng chốc của cụ cũng đã khiến con cháu phấn khởi. Mỗi giai đoạn trong đời người đều có những trải nghiệm riêng trong từng giai đoạn ấy, chúng ta không nhất định cứ phải làm theo một thước đo hay một chuẩn mực nào đó, nhưng mỗi một giai đoạn chúng ta đều nên có sự kỳ vọng về bản thân mình. Tệ nhất thì 10 năm một lần chúng ta cũng nên ngẫm nghĩ lại về bản thân, những điều không thể quên chính là hồi ức. Nhưng điều vẫn tiếp diễn là cuộc sống, hãy sống hết mình mỗi ngày để có thể sống trọn vẹn cả một đời. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ về những tháng đại hạn trong năm 2024 mà quý bản mệnh tuổi Mậu Thân cần chú ý để tiền bạc được an toàn, công việc được hanh thông thuận lợi. Kính chúc cô bác bước sang năm Giáp Thìn, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc cô bác nhé. Hãy đăng ký miễn phí kênh để theo dõi các video mới nhất về lá số tử vi của mình mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.